Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin kết nối Việt Trung của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, phối hợp sản xuất cùng Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Tôi là Thùy Trang, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày 10 tháng 9, Diễn đàn Hợp tác Tài nguyên nước Lan Thương Mekong, gọi tắt là LMC lần thứ 3 đã được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Gần 120 đại biểu từ Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đã tham dự diễn đàn lần này. 6 quốc gia sẽ cùng nhau xây dựng kế hoạch hành động 5 năm về hợp tác tài nguyên nước dọc sông trong giai đoạn 2023-2027, tập trung vào các vấn đề bao gồm quản lý thiên tai lũ lụt và hạn hán, chia sẻ và giám sát dữ liệu và thông tin thủy văn cũng như cơ sở hạ tầng về nước. Lưu vực Lan Thương Mekong là một trong những khu vực có tiềm năng phát triển nhất ở châu Á và trên thế giới. Trước đó, vào tháng 3 năm 2016, lãnh đạo 6 nước đã họp và chính thức khởi động cơ chế hợp tác LMC, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội dọc sông, cũng như thúc đẩy hội nhập và thịnh vượng khu vực. Theo cơ chế này, Trung Quốc đã giúp các nước ở hạ nguồn giảm bớt hạn hán nghiêm trọng thông qua việc bổ sung nước khẩn cấp từ các trạm thủy điện trên sông. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc bắt đầu cung cấp thông tin thủy văn quanh năm của sông Lan Thương cho các nước hạ lưu từ ngày 1 tháng 11 năm 2020, nhằm giúp họ giải quyết thiên tai lũ lụt và hạn hán. Kính thưa quý vị, ngày 10 tháng 9 hàng năm được chọn là ngày tôn vinh các nhà giáo tại Trung Quốc. Trong ngày này, hàng loạt các hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức trên khắp Trung Quốc. Tại các thành phố Kim Hoa và Chư Kỵ thuộc tỉnh Chiết Giang, học sinh đã vẽ tranh để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với giáo viên, khắc họa hình ảnh các thầy cô tuy nghiêm khắc nhưng đáng yêu và đáng kính. Các em học sinh trường tiểu học Simin ở Chư Kỵ đã kết những bông hoa thành hình trái tim và tặng quà cho các thầy cô giáo thân yêu của mình. Tại Đại học Sư phạm Khúc Phụ ở tỉnh Sơn Đông, các tân sinh viên và các giáo viên tương lai đã đến thăm một cuộc triển lãm về lịch sử của trường. Từ đó họ tìm hiểu về trách nhiệm của một giáo viên trong việc ươm mầm nhân tài cho đất nước. Còn tại thành phố Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây, các giáo viên trẻ đã long trọng cùng nhau tuyên thệ. Họ cũng đến thăm các bảo tàng cách mạng để tri ân những chiến công vĩ đại của những người đi trước. Kính thưa quý vị, những ngày này, nông dân của tỉnh Đồng Tháp đang đón nhận tin vui về vụ lúa thu đông được mùa giá cao. Vụ thu đông xuống giống được 114.202 ha, đạt 98,4% so với kế hoạch. Hiện diện tích đã thu hoạch là 7.934 ha, năng suất bình quân gần 6 tấn trên 1 ha. Có nhiều nơi năng suất hơn 7 tấn 1 ha. Lợi nhuận sản xuất lúa từ 23 đến 27 triệu đồng một hecta, tăng từ 7,9 đến 13,6 triệu đồng một hecta so với cùng kỳ năm 2022. Lý giải về việc này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, sản lượng lúa gạo đạt cao, giá trị sản xuất ngành hàng lúa ở Đồng Tháp tăng do xu hướng dịch chuyển từ giống có chất lượng thấp sang trồng các loại giống có chất lượng cao và tập trung trên một số nhóm giống chính, năng suất cao như Đài Thơm 8, OM18, OM5451, OM4900, Năng Hoa 9. Bên cạnh đó, tỉnh đã cấp 431 mã số vùng trồng lúa với tổng diện tích hơn 65.000 ha. Diện tích được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hơn 6.600 ha. Diện tích được chứng nhận Việt Gáp hơn 4.000 ha. Hiện nay, nông dân tỉnh Đồng Tháp đã chú ý đến chất lượng sản phẩm. Điều quan trọng nhất là bà con bước đầu ý thức chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi lúa gạo an toàn đã và đang thu hút nhiều nông dân tham gia, góp phần xây dựng và hình thành vùng nguyên liệu lúa gạo chất lượng cao. Kính thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vốn là một địa danh thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, trong đó có du khách Trung Quốc. Với việc mở đường bay thẳng từ Trung Quốc tới Đà Lạt kể từ năm 2016 đã đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của các du khách Trung Quốc đến với thành phố này. Hơn 120 năm trước, khi nhà bác học Alexander Zetsin tìm ra Đà Lạt đã khởi đầu cho sự tái sinh của mảnh đất hoang sơ này. Với độ cao 1.500m so với mặt nước biển và được các dãy núi cùng quần thể thực vật rừng bao quanh, Đà Lạt thừa hưởng một khí hậu miền núi ôn hòa và dịu mát quanh năm. Ngày nay, sau hơn một thế kỷ, Đà Lạt không chỉ là một thành phố có giá trị về mặt di sản kiến trúc, mà còn là một thành phố du lịch được rất nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn tham quan, nghỉ dưỡng, làm việc và sinh sống. Những địa điểm tham quan nổi tiếng tại đây có thể kể đến như ga Đà Lạt, Hồ Tuyền Lâm, Thung lũng Tình Yêu, Làng Cù Lần. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!